Xin chào các anh, hôm nay mùng 8 tháng 3 rồi các anh nhá. Anh nào mà chưa quên, chưa tặng quà cho bà xã mình cũng như là người thân trong gia đình thì các anh tranh thủ nhá. Còn ít tiếng nữa thôi thì sẽ bước qua ngày mùng 9 rồi. Lúc đó các anh muốn tặng thì cũng đã muộn rồi, nên là các anh tranh thủ nhá. Em cũng vậy thôi, hôm nay mùng 8 tháng 3 vừa đi ra ngoài về thì cũng tranh thủ mua tặng vợ một lãng hoa, gọi là thôi, chứ còn cũng không nhất thiết là cứ phải to lớn rồi quà này quà kia đâu. Gọi là mình có cái để động viên nhau thôi. Thì các anh chưa tặng thì các anh tặng cho các chị, các mẹ đi nhá. Rồi hôm nay em chia sẻ với các anh một chút về cái đồng hồ đô nội địa, cái thùng nội địa. Thì hồi chiều này em có nhận được một cái thùng. Ở đây các anh thấy này, nó là cái thùng đồng hồ đô nội địa các anh ạ. Ở đây mấy cái thùng nội địa thì thường là nó có cái tem này này, nó ghi một số các cái thông tin gì ở bên trên này đó, cũng có khi là ngày tháng năm sinh gì đó. Rồi ở đây là cái dòng gai carillon và Webminster. Cái thùng này các anh chủ anh có xử lý bằng vẹt ni để anh ạ. Thì các anh nhìn này, cái độ nhám của nó rất là nhiều, nó không có bóng. Để xử lý thì cái vẹt ni này nó rất là khó. Em thì không thích cái sử dụng cái vẹt ni trong cái vấn đề mà sửa chữa đồng hồ đâu. Em sử dụng hoàn toàn bằng cái BU các anh ạ. Và một cái tay súng cũng tương đối gọi là cao tay và có thâm niên trong nghề thì mới dám giao cho họ làm cái việc đó. Chứ còn cá nhân em bảo cầm súng để phun sơn thì chắc chắn là cái điều đó em không làm được rồi. Thì cái đó là cái gì em biết thì em sẽ nói với các anh nhá. Cái gì em không biết thì em cũng không có giấu đâu. Cái gì mình cũng biết thì mình là thánh rồi. Đó. Giờ các anh thấy không? Cái khi sử dụng vẹt ni lên thì nhìn cái màu nó đâu có đẹp, nó cứ tươi rói này. Cái đánh vẹt ni này các anh cứ nghĩ đơn thuần nữa là cái việc mà mình mua dung môi về mình pha, hoặc là người ta pha sẵn thì các anh dùng khăn, dùng vải gì đó, các anh nhúng vào rồi các anh lau lên thì cái đó nó chỉ được thôi, chứ nói về đẹp thì chắc chắn là nó không có đẹp đâu các anh ạ. Nên là em rất là kỵ cái vẹt ni này. Đó, thì hiện nay cái sơn, cái công nghệ sơn của Việt Nam chúng ta thì đa phần học của nước ngoài. Nên là hiện nay cái sơn BU thì nó rất là cao cấp, rất là nhiều loại để cho chúng ta lựa chọn. Nên là các anh đừng có ngần ngại khi mà sử dụng sơn nhé. Có nhiều anh thì nói sử dụng vẹt ni nó giữ được cái màu cổ, sử dụng sơn thì nó mới toanh. Nhưng không phải đâu, đó là do cái cách của mình làm thôi các anh ơi. Thì như các anh biết ngày xưa cái đồng hồ nó chỉ mục đích gọi là xem giờ thôi. Nhưng mà cái thời buổi bây giờ thì nó khác rồi. Con người chúng ta cái cuộc sống ngày một đi lên này, có của ăn của để rồi thì nó lại khác. Ngày xưa thì làm gì có tiền mà mua đồng hồ, tiền ăn còn chẳng có. Nhiều khi cái ông hàng xóm thì cứ phải ghé cái lỗ tai qua bên nhà bên kia để nghe xem cái tiếng chuông đồng hồ nó đánh xem nó là mấy giờ rồi, để con biết giờ đi làm, biết giờ để sinh hoạt. Nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ thì cái đồng hồ nó ngoài cái vấn đề xem giờ ra thì nó còn là một cái thú chơi bởi cái tiếng chuông, và nó là một cái vật trang trí trong gia đình các anh ạ. Nó tôn lên cái vẻ đẹp cũng như là cái sự sang trọng trong cái căn phòng khách của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy mà khi mà xử lý đồng hồ thì em cũng hiểu được cái tâm lý đó của các anh. Nên là em cũng trau chuốt rất là kỹ và tỉ mỉ từng cái chi tiết cho các anh để đem đến cái sự hài lòng cho các anh thôi. Thì có nhiều anh quan niệm về cái đồng hồ này nó là một cái vật gì đó, nó mang lại cái tài mệnh cho gia chủ. Thì cái đó là cái quan niệm của mỗi người thôi các anh nhá. Chứ còn nói về cái vấn đề phong thủy trong cái đồng hồ này thì em cũng không có nắm gì nhiều về cái vấn đề đó các anh nhá. Quan niệm mỗi người thì nó hoàn toàn là khác nhau thôi. Đó, còn yêu đồng hồ, tình yêu đồng hồ thì với em thì có thể là cũng chưa bằng các anh đâu, nhưng mà cũng có thể một số anh thì không bằng em đâu. Nên là cái đó nó phụ thuộc vào cái tư duy của mỗi người các anh ha. Giờ cái thùng này em thấy nó có rất là nhiều các cái chi tiết mà mình đáng phải lưu tâm. Như các anh thấy này, em trước đây em hay nói với các anh là kính các anh hay dùng keo silicone này, rồi đinh này. Các anh thấy không? Đinh này đóng lên như thế này. Cái này chắc là cái con 62 nội địa quá.
số 2 nội địa bây giờ giá trị của nó cũng vài chục cái chứ ít đâu. Mà các anh để cái thùng như thế này nó làm mất cái giá trị cuộc chơi đi. Sao các anh không chịu khó trau chuốt cho nó một tí, xử lý keo như thế này làm gì? Có rất là nhiều các cái chi tiết phải làm lại các anh ạ. Bởi vì nó là một cái thùng xưa mà. Đây là vách, đây là nóc này, đây là vách bên hông này, vách lưng này xuống cấp quá rồi. Dạo này thấy các anh bán đồng hồ hay để tiền vào trong thùng đồng hồ. Nhưng mà em thắc mắc làm sao không để tờ 2 đô lại để 1 đô. 2 đô nó mới ý nghĩa của nó mới là may mắn chứ. 1 đô thì em chưa thấy nó may mắn bao giờ cả. Này các anh nhìn cái bề mặt này. Đâu không được mịn đâu. Chiều nay em cũng xử lý một cái đồng hồ nữa. Không biết là có cái duyên nợ gì với cái anh chủ này không mà xử lý thường ngày á, là một lần sơn là xong. Chỉ một ngày thôi. Nhưng mà cái này xử lý đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Hôm nay là ngày thứ 3. Tức là ngày thứ 3 xử lý sơn đấy các anh nhá, chứ chưa có tính ngày xử lý nguội đâu nhá. Nguội nữa thì chắc đến hôm nay là gần một tuần rồi đó. Nhưng mà em vẫn chưa ưng. Có một số chi tiết mà em cảm thấy nó chưa hài lòng. Em sẽ chỉ cho các anh xem. Đây. Một chấm này. Đây một số cái chấm này. Cái chấm này là do cái bình hơi đấy anh ạ. Do cái bộ phận lọc khí của cái bình hơi ấy. Nó bị dơ. Dơ khi mà súng phun thì nó sẽ làm ảnh hưởng lên cái bề mặt gỗ này. Đó. Còn cái thùng của nó đây. Thùng thì cái vách bên này thì các anh bữa nào mày em chuyển hồi về cho anh chủ nha. Anh có xem cái video này thì anh cứ dò ra cái vách này nha. Xem em nói có đúng không. Nó láng như là da em bé luôn. Các anh đụng vào cảm thấy tay của anh nó lạnh luôn. Đó. Thì ở đây nó có một lỗi. Lỗi đây tức là nó đang bị phản ứng cái sơn. Bởi vì cái thùng này em giữ lại cái lớp sơn cũ mà. Nó phản ứng cái lớp sơn này. Đó, một số chỗ, hai chỗ. Đây này. Và đây. Nó phản ứng thì nó sẽ tạo lên cái độ nhám. Nó không có bóng như ở cái góc dưới này. Đó, nó không có bóng. Đó, cái này em sẽ xử lý lại. Đó, thì là hôm nay là cái ngày thứ 3 xử lý sơn cho cái thùng này rồi. Thì duyên nợ với anh chủ như thế nào thì chưa rõ. Nhưng mà nếu mà có dịp gặp anh thì chắc chắn em sẽ mời anh một ly cà phê nhá. Cho các anh xem cái bộ xương cá luôn. Đây các anh có biết cái bộ xương này để làm gì không? Cái này là để nẹp kính đó các anh ạ. Để nẹp kính đó. Bốn cái trên ngắn này là nẹp kính rào ở bên dưới này. Bốn cái dưới dài này là để nẹp kính kính trên này. Thì cái kính trên của cái thùng này nó không có phải là kính zin. Thành ra nó có cái sự sọc sạch lên xuống cũng như là qua trái qua phải. Em phải tạo ra mấy cái mộng. Đây, cái nào em cũng có một cái mộng nhỏ như thế này. Để em giữ cái kính lại. Khi mình di chuyển cái thùng đồng hồ ấy thì cái kính nó sẽ không có bị tác động. Nó không có chạy qua chạy lại. Đó, các anh sẽ không có sợ bị vỡ đâu. Đó. Những cái này các anh làm được mà sao các anh không chịu làm, các anh mua keo về các anh gắn làm gì xấu cái đồng hồ. Rồi, một chút chia sẻ cho các anh về cái công việc nhá. Hẹn gặp lại tất cả các anh ở những cái video tiếp theo. Xin chào các anh.